Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Dư Ô Tô, chuyên các cái dòng xe giá hợp lý giá rẻ cho mọi nhà. Mọi hôm thì em bán cái loại tầm vài chục với 100-200. Thế nhưng mà hôm nay em nhảy một phát lên tận cái dòng hơn 500. Một mẫu xe thể thao, một mẫu SUV gầm cao dành cho những ai đam mê cái bộ môn gọi là xe Nhật giá rẻ tiết kiệm nhiên liệu. Và đây là một chiếc xe màu sơn trắng led căng. Nhìn trời nắng thực sự là hôm nay thời tiết quá nắng rồi. Và nhìn cái màu sơn trắng nó quá nổi bật luôn. Một mẫu xe trắng ngọc trinh với dàn lốp còn mới. Đấy, phanh đĩa 4 bánh số tự động ABS an toàn, phanh tay điện tử bản full 2.5, dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Và đây là một chiếc xe giá rất là hợp lý dành cho mọi nhà. Em bán con này thì là giá là 565 triệu đồng nhá, bao chuẩn chỉ cho các bác luôn. Xe đã rút hồ sơ rồi, về các bác chỉ có việc sang tên bấm biển thôi. Rất là nhàn chân, nhàn nhã luôn. Vâng, và đây là một chiếc xe còn ngon. Với nội thất, ngoại thất của xe thì gần như là zin tuyệt đối. Máy số ngon êm, đấy, động cơ 2.5 mượt mà và mức tiêu thụ nhiên liệu rơi vào tầm khoảng 7 lít rưỡi trên 100 cây. Dòng này thì thực sự là nhiều người yêu vì vừa khỏe, vừa lành, vừa chắc chắn. Nhiều bác thì cứ thích bản 2.0 nhưng mà thực sự là cái bản 2.5 này là một cái bản mà nó tiết kiệm nhiên liệu, ăn xăng chỉ nhỉnh hơn một chút thôi. Và được cái là dòng này nó rất là khỏe, các bác đạp đi đường trường nó thích, nó thoát ga hơn nhiều bản 2.0. Và đi cái dòng Mazda CX-5 thì mọi người đều biết rồi, form đẹp, dáng cao, nhìn mê. Và mua mới con này, cái thời điểm mua mới là hơn 1 tỷ đồng. Thế nhưng mà tại thời điểm này thì các bác chỉ cần bỏ ra số tiền là chưa đến 1 tỷ đồng. Vâng, chỉ gọi là 565 triệu đồng thôi là các bác đã sở hữu ngay được chiếc xe full tiền này rồi. Và em này thì nếu mà trả góp thì chỉ trả cho em là 280 triệu đồng thôi nha các bác nha. Chỉ có 280 triệu đồng cho chiếc xe này thôi. Em này thì đăng kiểm hết hạn rồi. Các nào mà mua thì sẽ có đăng kiểm mới cho các bác luôn. Xe thì còn ngon, chất cứng, lốp dép còn dày. Và em này thì nó là xe của biển Đà Nẵng nhá, nên là bác nào mà sang tên thì em đã rút hồ sơ rồi. Bây giờ là các bác về là chỉ việc sang tên thôi. Xe thì còn ngon, đời cao vậy, đời 27 đến nay 7 năm nhưng mà chỉ chạy được có 7 vạn thôi. Thực sự là một cái sự lựa chọn hợp lý dành cho bác nào khó tính nhất, dành cho bác nào mà thích xe đẹp, xe ngon, đấy, cứng nhưng mà lại phải đi ít thôi. Thì đây là một sự lựa chọn hợp lý, đặc biệt là giá nó rẻ. Đấy, 565 triệu đồng cho chiếc xe này. Bác nào mà quan tâm thì các bác cứ qua xem xe trực tiếp luôn, cho các bác check test thoải mái, cho các bác đi thử thoải mái và check hãng thoải mái luôn để các bác có được một chiếc xe ưng ý nhất. Vâng, và xe thì đang có mặt tại quán Toàn Hồng Bàng Hải Phòng các bác nhá. Vâng, vừa mới về bên em xong. Đấy, em cũng chưa cần phải dọn dơ sơn xì tút cái gì cả, nhưng mà đấy nó vẫn còn nét như thế này. Dòng này thì form đầu của nó không như là form 28, tức là form này là chơi toàn nẹp như thế này thôi. Đấy, cái form này thì cũng rất nhiều người yêu thích, nhìn nó thích hơn. Và đây là một chiếc xe mà còn cứng. Đây, các bác nhìn toàn bộ phần đầu này. Đấy, nó không có bị chảy xước nhiều. Đấy, còn nguyên. Đấy, đèn gầm và đèn bi trên. Đèn bi trên có định vị phía trước và toàn bộ cái phần bầu đèn này nó trong, không bị ố vàng. Đấy, xe này thì có 7 vạn thôi nên là gần như là đèn nó đi ít đi. Đấy, không bị ố vàng như là những cái dòng xe chạy nhiều. Và chất xe thì đây là một chiếc xe cứng. Các bác mua con này về thì rất là hợp lý luôn. Đấy, khấu hao ít này. Đấy, giá rẻ này. Và các bác mà trả góp thì chỉ cần trả cho em 280 triệu đồng thôi. Đấy, tôn vỏ rất là ok. Đấy, cabo thì cân đối và không có lệch lạc. Em này thì đảm bảo cho bác là 100% là không có đâm đụng nhá. Kính zin. Đấy, và được sản xuất tại Thaco Chu Lai Trường Hải này, PDI này. Đấy, còn nguyên. Đấy, chất xe đẹp, nhựa cản ngon và dàn lốp dày. Lốp em này thì đang sử dụng là lốp 235 55 la răng 19. Và phải nói là la răng 19 của cái xe này to, nhìn phê, thích. Phanh đĩa 4 bánh đầy đủ. Và đây lốp ví dụ như đét là toàn 22 thôi. 2022 cho một cái dàn lốp mới tinh như này. Đấy các bác ạ. Vâng, 7 vạn đấy nhá, xe đúng 7 vạn thôi. Nhiều bác thì giật mình bảo sao lại đi ít vậy. Thì thực sự là những chiếc xe như này chủ người ta toàn người có tiền thôi. Đi máy bay hơn là đi ô tô. Và đi ô tô gọi là suốt ngày đi nước thôi. Thế nên là thành ra là xe người ta ít đi. Một năm đi được đúng 1 vạn. Đấy, các bác nhìn này. Vâng, ông taxi thì một năm có thể chục vạn. Nhưng mà ông gia đình thì một năm 1 vạn đến dưới vạn là rất là nhiều. Đấy, sơn nhựa này. Nhựa dưới sơn nó còn đen xì thế này mà. Đấy, các bác nhìn này. Nhựa dưới này, nó còn led căng. Bậc bước để chân, ok. Đấy, chắc chắn, không hề lỗi lầm, rất chắc luôn nhá. Và em này thì được cái điểm cộng tiếp theo đó là nội thất bên trong. À thôi, hôm nay em xin phép này, em sẽ review xung quanh trước. Vâng, đấy, phần thân cánh này các bác nhìn này. Đấy, toàn bộ phần thân cánh này
thân cánh xe là đều đấy, không hề bị lượn sóng, không có hề sơn bạ tỉa, tôn vỏ thì mỏng đấy. Các bác nghe tiếng tôn đấy ạ, tôn rất mỏng luôn nhá. Đấy, và phần cua lốp ở phía đằng sau này cũng thế này, lòng cua lốp này phía đằng sau này. Đấy, các bác nhìn này, cua lót lốp của nó còn nguyên như này, ok như này. Đấy, còn rất là dày, lốp đằng sau cũng rất dày. Đấy, cũng toàn bộ là dàn lốp ngon. Đấy, 2022 xe lốp dép đầy. Và cái này thì đang sử dụng là phanh đĩa 4 bánh bản full, mà dẫn động là dẫn động 4 bánh luôn nhá, nghĩa là hai trục đều có dẫn động từ động cơ xuống đấy, hai trục thế thành ra là đi hai cầu chạy rất sướng luôn. Đấy, phần đèn hậu ở đằng sau đây trong không có bị vỡ, không dạn nứt đấy, đèn hậu này và bên này cũng thế này, toàn bộ đèn hậu đây. Và em khuyên các bác là đây là bản 2.5 nhá, không phải 2.0 đâu, nói rõ. Không lại nhiều bác bảo ô tôi mua 2.0 cơ mà. Vâng, cái giá này là 2.5 luôn đấy ạ. Bình thường 2.5 mới có 2.0 là đã giá này rồi. Nhưng mà đây là em bán 2.5 luôn. Đấy, bô thể thao có cửa xả rất là xịn sò. Và đây là một chiếc xe dẫn động 4 bánh, đấy, AWD. Đó. Và các bác mở đấy, các bác mở các bác xem này. Toàn bộ cái phần khoang để đồ của xe rất là rộng, chiều sâu là đến 80 phân, gọi 90 phân đây, chiều ngang là 1m2, chiều lớn nhất là 1m4. Và chiều cao rồi đấy, các bác có thể để được rất nhiều đồ nhá, gia đình để đồ đạc thoải mái luôn. Lốp sơ cua này, đấy, lốp sơ cua của Dunlop còn nguyên, lốp béo còn nguyên, lốp này thì cũng chưa hạ, vẫn còn nguyên talon này, đấy, còn nguyên dấu sơn ở dưới này. Đấy, và cái lót lòng này thì đấy, ok. Đấy, còn toàn bộ vách keo này, vách keo phía trên này. Đấy, các bác nhìn này, chỉ cabo cốp sau này. Đấy, chỉ cốp sau nó còn đẹp. Và xe thì cứng, cam kết đảm bảo các bác là không phải lo lắng suy nghĩ gì nhá. Về là các bác yên tâm mà gọi là đổ xăng mà chạy thôi. Con này thì ăn rất là ít xăng. Vâng, thực sự là rất là ít luôn. Đấy, trông như này thôi nhưng mức tiêu thụ chỉ có 7,5 lít trên 100 cây đối với đường trường. Và đường trung bình. Và đường trường chỉ có 6 lít thôi. Đường trường ăn rất ít. Đấy, phố thì khoảng tầm 9-10 lít, nhưng mà 9-10 lít nó chạy được đến tầm khoảng 5-6 tiếng thì nói thật các bác quá ít luôn. Vâng, đấy, một mức tiêu thụ quá ấn tượng so với một chiếc xe. Đấy, tôn vỏ còn ngon. Cái chỗ này là nhựa nhá, nó không phải tôn nên gõ nó sẽ tiếng nó khác. Đấy, sơn cánh này, các bác nhìn toàn bộ sơn cánh này. Đấy, sơn cánh đều. Rồi. Đấy, tôn vỏ dày. Và em này thì toàn bộ phần dưới này, đấy, cản dựa nhựa dưới của nó này còn nguyên. 2017 đấy, còn lép chạy rất là chất luôn. Cua lốp này sạch sẽ. Đây, các bác nhìn cua lốp này rất là sạch sẽ luôn. Lốp dày và đang sử dụng lốp MS 932. Cái lốp này thì là 2023 các bác nhá. Lốp này 2023 la răng phay đấy, rất là đẹp và rất là thích hợp với các bác nào gọi là trẻ trung muốn một chiếc xe phá cách, muốn mua một chiếc xe bền bỉ nhưng kiểu dáng vẻ đẹp và thể thao. Và Mazda CX-5 vẫn là một sự lựa chọn hợp lý các bác ạ. Vâng, vẫn là một sự lựa chọn rất là ok. Cua lốp các cái đinh của nó là còn nguyên. Đấy, cua lốp này. Đấy, còn riêng dàn lốp là 2022, 2023 thì em không cần phải nói nhiều. Vâng, dàn lốp quá ok rồi. Các bác về chắc chắn là không phải làm cái gì nữa rồi. Thời tiết nắng cái này thôi nhưng mà ở ngoài trời nhiệt độ thì đang mát, rơi vào tầm khoảng 36 đến 37 độ C. Thời tiết như thế này ngồi trong xe là sướng nhất các bác ạ. Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Chỉ cánh là bao zin các bác nhá. Toàn bộ chỉ keo của xe là bao zin. Đấy, chỉ nguyên bản hết này. Đấy, toàn bộ chỉ keo bao zin, tappi sạch. Hệ thống âm thanh loa bên trong là âm thanh loa Bose và xe thì có rất nhiều loa. Đấy, 4 loa xung quanh cộng với loa ở giữa đây. Đấy, rất là ok. Và nội thất ghế da của xe là zin. Đấy, nhiều bác bảo là hay nó có bọc lại không thì đây là zin nguyên nhá. Em này là ghế da zin nguyên, có túi khí an toàn cho cả người phụ và người lái. Cái này là nó ở trên mang. Cái ghế da túi khí nó ở ngay đây này. Đấy. Thì là cái bản này là bản full kịch 6 túi khí an toàn. Ghế da kể cả cái mang ghế này nó vẫn còn nguyên này. Đẹp luôn đấy ạ. Xe này là xe đẹp luôn. Đấy, ghế chỉnh điện. Đấy, có nhớ nhá. Có nhớ một là hai vị trí này. Nhớ đàng hoàng. Và cái sàn của xe là sàn nỉ đây các bác nhìn này. Sàn nỉ nó còn đẹp như này mà. Đấy, đến bây giờ mà nó còn đen và nó không hề bị ố mốc, ẩm mốc hay là nó bị bạc màu. Đấy, sàn nỉ còn ok. Đấy, phần chân phanh, chân ga thì là đã được độ lên rồi. Còn hệ thống dừng đỗ E-link Stop được tích hợp trên đây, TCS hoặc là cảm biến áp suất lốp đầy đủ, không thiếu cái gì.
Mặt trên táp lô của xe thì sạch sẽ. Đó, các bác nhìn này. Đấy. Sạch sẽ luôn nhá. Có màn hình, cái này màn của hãng luôn này. Có định vị luôn. Em đang ở chỗ 433 Hùng Vương. Đấy, định vị. Và phần này, mặt đồng hồ thì xe là chạy được 7.8. Đồng hồ hiển thị số full max 260 km/h. Đấy, và còn đèn, đấy, cụm đèn điều khiển này. Đây, cụm đèn điều khiển phím đây, đèn auto. Và bên này gạt mưa, gạt kính, các thứ ok. Phần phím điều khiển tích hợp bên này thì đây, các bác nhìn này, phím điều khiển này. Đấy, nó còn như thế này, rất rõ ràng. Đấy, vô lăng thể thao, ba chấu, nhìn rất là thanh niên. Và có túi khí ngay trước mặt. Đấy, về phần cần số các bác nhìn ạ. Đây, cần số này. Đấy, nó cũng không có bị hiện tượng là mòn. Đấy, nó vẫn còn nguyên, không có mòn nhá. Đấy, cần số nó không bị chảy xước, còn nguyên thế này. Đấy, da khâu còn nguyên. Nói chung là về chiếc xe đẹp thì đây là một sự lựa chọn hợp lý. Còn về chiếc xe giá rẻ thì đây cũng là một chiếc xe mà giá bằng ngang với 2017 bản 2.0. Đấy, thực sự giá rất là hợp lý rồi. Nên là bác nào mà vừa tầm tiền, cảm thấy mà yêu thì em mời các bác qua thịt ngay em này. Vâng, em này mà không thịt thì hơi phí luôn ạ. Vâng, 2017 nhá các bác nhá. 2017, chất xe còn nét căng và nội thất sạch sẽ. Đấy, sàn nó còn lót 2 lớp nữa cơ. Nhiều bác hỏi là sao lại lót 2 lớp kiểu này, thì lớp ở dưới này nó là lỉ nguyên bản của hãng. Còn cái lớp này mới là lớp chống bẩn đây này. Cái lớp này trông đều đều này thôi. Mua ít tiền thôi nhưng mà nó lại rất là sạch. Kể cả các bác có rơi nước hay là các bác có rơi bụi bẩn vào đấy, chỉ lôi ra lau hoặc là rũ cái là sạch ngay. Đấy, nó không như là những cái đồ của các cái hàng khác. Đấy, kính điện lên xuống nhẹ nhàng. Cái này thì riêng về phần kính điện thì không cần phải nghĩ rồi. Đấy, vân ta cái phần ốp gỗ này. Đấy, option này. Ngon. Chỉ keo cánh thì khỏi bàn. Đấy, chất xe đẹp. Và xe thì bên nhà em đang bán giá rất là hợp lý thôi. Vâng, chỉ có 565 triệu đồng cho chiếc xe này thôi. Đấy, toàn bộ chỉ cánh là zin tuyệt đối cho các bác nhá. 565 triệu đồng cho một chiếc Mazda CX-5 đời 2017. Đấy, con này là bản full 2.5 hai cầu. Đấy, số tự động. Đấy, có gẩy số vô lăng, phanh tay điện tử. Đấy, rất ok. Bản lề này. Nhiều bác bảo giật mình sao nhiều người người ta lại thừa tiền người ta đi ít đấy. Thì nói thật các bác là lắm, những bác mà bác ấy mua những cái dòng xe này ấy, hầu như toàn người có tiền mà. Một nhà đến mấy con xe. Xong rồi lại xe thì để ở nhà. Cái thời gian bay máy bay của các bác ấy còn nhiều hơn là thời gian đi xe. Thế thành ra là mình có con xe như thế này thôi. 2017, đấy, chất xe còn đẹp. Và ghế chỉnh điện ngon, hoạt động bình thường. Đấy, nhựa vô lăng này, táp lô các thứ là nó vẫn còn ok. Không chê được câu nào. Ghế là ghế zin hết nhá. Em này là ghế zin hết. Đấy, ghế zin, đấy, keo chỉ zin. Và xe thì có tem VETC rồi. Đấy, các bác nào mà quan tâm thì các bác cứ qua ngó nghiêng xem xe trực tiếp luôn. À, bây giờ thì ta sẽ cùng nổ máy nào. Đây, nổ thông minh nè. Đấy, để cái lên ngay, máy rất êm. Con này thì tua nó thấp, trông vậy thôi, 2.5 thôi nhưng cái vòng tua nó rất thấp luôn. Thường thường nó chỉ rơi vào tầm khoảng 700 đến 800 vòng phút thôi. Rất thấp, thế nên là mức tiêu thụ nhiên liệu nó ít. Dòng này thì máy nó rất là ok. Và các bác nhớ là bên em sẽ có bảo hành cho các bác cả năm rồi. Nếu như các bác mà mua ở bên em nhá, những với những cái dòng xe như thế này. Vâng, với những cái dòng xe như thế này là bên em sẽ bảo hành cho các bác cả năm luôn. Nếu các bác tin tưởng. Đấy. Xe này có sao bán vậy thôi, nhưng mà xe cũ, nhưng mà với những cái dòng xe lướt này nó đảm bảo bảo hành đàng hoàng. Chứ còn giờ mua bán nó đơn giản lắm. Gương gập điện nhá, quay phát này gập này. Đấy, gương gập vẫn ok. Con này thì chưa có hiện tượng là bị hỏng gương gập. Vâng, cái dòng Mazda này thì nó hay hỏng gương gập, nhưng mà những cái này nó vẫn ok nhá, xe còn ngon. Đấy, máy êm thì thầm luôn này. Động cơ máy của chiếc xe là động cơ máy 2.5. Êm thì thầm luôn, máy hơi to một chút. Nhưng mà đúng rồi, máy 2.5 có phải là máy 2.0 với máy 1.0 đâu. Nhưng mà được cái là nó chạy ổn định. Và cái mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe thì quá ok luôn. Đấy, máy số là zin nhá, con này là máy zin luôn. Đấy, các bác nào mà còn quan tâm gọi là xe đẹp máy zin, máy cứng thì cứ chơi em này. Đấy, 2017 máy số zin đét. Đấy, ốc còn chưa ra và hơi thừa hơi khói đấy. Thế cái dòng này nó có cái bụi ở cái amiang này, cái bụi ở cái nắp này này, cái đấy nó có nhá, bụi này nó bám đầy này. Nhưng mà đấy là máy zin con ốc, keo chỉ là zin, zin hết này. Đấy, chưa có động chạm hơi thừa hơi khói gì nhá. Nên là riêng về phần chất thì các bác yên tâm. Còn xe thì cứng đẹp rồi. Đấy,
đầy đủ option, không chê câu nào. Đấy, ắc quy đầy đủ này, ắc quy đầy cô luôn. Và đầu răng hai bên của xe là cam kết là chưa có đâm đụng. À, còn nguyên hết nhá. Nguyên vách đầu này, quá nhìn sâu ở bên trong, nhìn kỹ hết rồi. Đấy, tai đèn còn nguyên này. Cái đèn này thì độ người ta gắn cái này để cho nó chống hơi nước thôi, nên là không vấn đề gì. Còn đâu tất cả những cái này là nó còn nguyên. Đấy. Các bác mà thích xe cứng, xe đẹp, xe zin thì cứ che em này mà diễn nhá. Và 2017 cho một chiếc xe Mazda CX-5. Đấy, còn chất đẹp, led căng, giá cả hợp lý. Đấy, cái này thì theo thời gian nó cũ rồi. Đấy, còn đâu toàn bộ những cái mặt cabo à, chỉ theo các thứ là còn nguyên. Đấy, xe còn nét, ABS đầy đủ. Và bên em thì nói chung là cái tầm này thì xe sẽ phải khi mà mua là cũng đã có test kiểm tra hết rồi, nên là các bác yên tâm, không phải lo lắng đến chuyện là xe có lỗi hay không nhá. Và bán là có cam kết bảo hành đảm bảo đàng hoàng cho các bác 1 năm luôn nếu các bác tin tưởng. Vâng, 2017 cho một chiếc Mazda CX-5. Đấy, đời cao, bản full 2.5, 2 cầu. Gầm bệ thì đẹp. Con này thì Đà Nẵng nhưng mà không có bị dính tí biển nào. Nhiều bác cứ bảo là xe ở biển thì nó sẽ mối mọt, nhưng mà nó, các bác là nó còn tùy do là nhà chủ ở đâu. Ví dụ nhà chủ ngay cửa biển ấy, ngày nào cũng lội xe xuống biển ấy, thì đúng em chịu. Nhưng mà nếu mà nhà bác chủ mà bác ấy lại ở trên đồi cao, mà xe bác ấy chỉ toàn lượn phố mới chở gái thôi, thì nói thật các bác còn lâu mới biết hỏng. Vâng. Ok. Và đây là một chiếc xe còn cứng luôn này. Đấy, gầm nó còn đẹp như thế này. Và em này thì giá nó vô cùng hợp lý. Chỗ này nhà em đại gia lắm. Một mình nhà em là nguyên khu này. Đấy các bác nhìn này. Đấy, nguyên khu vách này đây. Các bác nào mà quan tâm thì các bác có thích mua đất thì các bác cứ alo cho em. Đấy, nhà em thì nói chung là buôn xe cho nó vui mà. Đấy, dòng này thì được cái là lái nó rất là sướng. Lái nhẹ nhàng và êm ái, vận hành tốt. Một mình một đường luôn các bác ấy. Đấy, một mình một đường luôn. Nói chung là đi cái dòng đường là cái dòng xe này thì được cái là chạy nó sướng và độ bền cao, tiết kiệm nhiên liệu. Đó, bác nào mà yêu những cái yêu cầu đấy thì alo ngay cho em. Đấy, xe thì còn ngon. Đấy, số má ngọt ngào, zin tuyệt đối cho xe từ A cho đến Z. Cảm ơn các bác và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. À quên, cửa sổ chơi. Đấy, một chạm nhá. Nói chung là nhiều lúc review xe nó có thể thiếu cái này cái kia, các bác thông cảm. Chân đi đẹp điểm 10 luôn, không chê được câu nào. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.